Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng đang tính dọn kho để hốt thêm người mới. Hai ủy viên trung ương đang tim đập chân run. Thành phố Hồ Chí Minh từ sau đại hội lần thứ 13 của Đảng đến nay bầu trời rất u ám. Ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đi những nhân vật lãnh đạo thành phố có dây dưa ít nhiều đến nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm được điều gì ba nhân vật cộm cán này. Có người thì cho rằng ông Tổng đánh anh không được thì quay qua triệt em. Đấy là bản chất của ông bao lâu nay. Ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt muốn bắt cho được Lê Thanh Hải nhưng vẫn bất lực nên đành bắt Lê Tấn Hùng để gỡ gạc. Việc triệt các nhân vật lãnh đạo có chút ân nghĩa với ông Lê Thanh Hải cũng là cách ông giận cá chém thớt, mà người chịu đòn mạnh nhất cho sự tức giận của ông Tổng chính là Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đang đợi ngày phán xét. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất cho cả nước. Nó chiếm tới khoảng 27% tổng thu. Nhưng lại đong đầy loạn, làm gì cũng sợ sai, sai nhiều khi không biết sai ở đâu, thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm. Một giai đoạn đang rất nghẹt thở, các lãnh đạo bảo khám, ra tòa liên tục thì làm gì có ai dám nghĩ, dám làm hay muốn đột phá. Không khí u ám bao trùm khắp thành phố này. Được biết, từ ngày 22 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và cựu Chủ tịch Nguyễn Thành Phong do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài sản, tài chính của nhà nước, xảy ra rất nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể cũng đang đợi ngày phán xét. Trước đại hội đảng lần thứ 13 năm ngoái, ông Nguyễn Thành Phong có nhờ bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn ra gặp ông Tổng Trọng. Khi đó, ông Nguyễn Thành Phong đã trình bày nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa vì nhiều việc vẫn đang còn dở dang. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực vận động, Nguyễn Thành Phong vẫn phải ra làm Phó Ban Kinh tế Trung ương ở vị trí mà ông Đinh La Thăng đã từng ngồi nên bị coi là chiếc ghế chờ chạm. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thừng từ chối lời van xin của ông Nguyễn Thành Phong. Và thực tế, Nguyễn Thành Phong cũng chỉ mới ra Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 8 năm 2021. Việc điều chuyển nhân sự trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình chống đại dịch đã cho thấy sự quyết tâm trảm tướng của Nguyễn Phú Trọng bất chấp tình hình xã hội đang rất cần ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho xong. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dự tính đưa Nguyễn Thành Phong lên đoạn đầu đài xử lý cho dứt điểm, hoặc trông Phong về vườn, hoặc trông Phong vào trại như Đinh La Thăng là vấn đề nan giải của ông Trọng. Hiện nay cũng có ý kiến trong Bộ Chính trị cho rằng tội ông Nguyễn Thành Phong không quá nghiêm trọng nên việc bỏ tù ông Phong chưa chắc gì được sự đồng tình tuyệt đối trong Bộ Chính trị. Theo như Thời báo chấm đê được biết, ông Nguyễn Văn Thể sẽ là nhân vật được cho là sẽ thay thế ông Nguyễn Thành Phong tại vị trí Phó Ban Kinh tế Trung ương. Nếu muốn vậy thì phải tống Nguyễn Thành Phong đi, và như vậy thì ông Phong sẽ đi đâu là câu hỏi đang được đặt ra. Ông được tại ngoại về hưu hay là sẽ vào tù? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang chơi trò mèo vờn chuột với Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Thành Phong. Việc chạy trọt của ông Phong xem như bất thành, dù muốn chạy nữa thì vẫn không được vì ông Tổng đã quyết. Vấn đề là ông Nguyễn Thành Phong không biết bản thân của ông sẽ về đâu. Ông Tổng cứ chơi trò mèo vờn chuột, quyết làm Nguyễn Thành Phong cứ như muốn thót tim. Mỗi lần ông Trọng hô hào cho thêm củi vào lò. Sắp tới, ông Trọng sẽ xử lý và hai nhân vật đang run sợ đợi kết quả. Đó là ông Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Văn Thể, chưa biết khi nào sẽ bị chạm đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Báo Việt Á chèn qua Bộ Tài chính, Hồ Đức Phước chuẩn bị đón bão. Việt Á quậy tan nát Bộ Y tế, qua Bộ Khoa học và Công nghệ quét bay chiếc ghế bộ trưởng của ông Chu Ngọc Anh. Sau một thời gian yên ắng, giờ Báo Việt Á lại nổi lên quét tiếp
Lần này cơn bão lại thổi qua Bộ Tài chính, rồi không biết bộ này sẽ ra sao đây. Tại Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ đều thổi bay chiếc ghế bộ trưởng. Lần này nhiều người cũng hy vọng ghế bộ trưởng của ông Hồ Đức Phước sẽ bay theo bão. Vào ngày 11 tháng 8, tại kỳ họp lần thứ 18, vào ngày 10 đến 11 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thời quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 của ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, đồng thời cảnh cáo Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, Cục Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá. Đây là hình ảnh Bộ Tài chính đang có bão lớn. Vào hồi tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Đảng ủy, Cục Quản lý giá đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thẩm định và bình ổn giá cả. Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì những sai phạm thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục phó, Nguyễn Văn Thủy Truyền, Cục phó, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá. Những vi phạm này được cơ quan kiểm tra Trung ương đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn cho ngân sách của nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đến uy tín của các tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Quản lý giá Bộ Tài chính. Liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm nêu trên, còn có trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy, Cục Quản lý giá chỉ đạo khắc phục các vi phạm. Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy, Bộ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc này. Như tờ Thời báo.d đã từng phân tích, sở thích của ông Nguyễn Phú Trọng là bẻ que, bẻ càng, xong rồi mới sơi con cua biển. Đó là khẩu vị của ông Tổng. Tại Bộ Y tế, các giám đốc CDC của các tỉnh bị bắt gần hết, thì ông Trọng mới cho bắt Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Không biết lần này cách chức và kỷ luật hàng loạt thuộc hạ của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thì không biết khi nào sẽ sở tới ông Bộ trưởng này. Tại Bộ Tài chính, tiền nhiệm của ông Hồ Đức Phước là ông Đinh Tiến Dũng, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, cũng đã từng bị kỷ luật về mặt đảng. Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn bị cách tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tức là ông Tuấn bị dính cả hai nhiệm kỳ, là lúc ông Đinh Tiến Dũng làm bộ trưởng. Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ của ông Hồ Đức Phước làm bộ trưởng. Ông Đinh Tiến Dũng thì đã bị kỷ luật, vậy ông Hồ Đức Phước thì sao đây? Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Không biết cơn bão Việt Á có thổi bay được chiếc ghế bộ trưởng của ông Hồ Đức Phước hay không, nhưng cơ quan này là cơ quan rất lớn và nó đã từng thổi bay hai chiếc ghế bộ trưởng, thì xem ra ghế của ông Phước cũng đang bị lung lay dữ dội. Không biết ông Hồ Đức Phước sẽ đối phó ra sao. Được biết ông Phước đang ở trong nhóm lợi ích mạnh nhất hiện nay, nhưng liệu rằng đồng hương của ông Phước có thể che chắn cho ông được hay không? Chứ xem ra vụ thị trường chứng khoán và vụ Việt Á cộng hưởng thì thổi mạnh như cuồng phong vậy. Và liệu Hồ Đức Phước có trụ được hay không thì chúng ta sẽ chờ xem vào thời gian tới.